Thì những con người như ông cần phải mang ra tùng xẻo Đó phải đem cái vũ khí mà hiếp dâm của ông bỏ cho máy xây sinh tố xây ra đổ cho dịch nó ăn Đúng không? Ông sống theo cái kiểu gì vậy? Mà ông lên ông phát biểu á Thì như một thằng áo đá đó Không phải là người tu hành Cho nên cơ quan chính quyền đã xác định là ông không phải là người tu mà là tu hú đúng không cái đạo của ông là đạo gì có phải đạo dụ không hả bây giờ tôi nói nè tại sao ông kêu tôi rồi ông không lên tiếng ông đừng có dở trò bệnh hoạn nha mặt của ông á còn dâm mà còn sung lắm chứ đừng có che cái bộ râu ho khà khà nằm võng để mà lừa thiên hạ lừa được ai chứ không phải dễ lừa bà và quý vị nào mà có con gái đó mà lâm vào hoàn cảnh đó đó quý vị sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính bản thân tôi chưa một lần gặp em ấy. Nhưng đâu đó tôi nghe đau. Tôi nghe đau đớn trái tim tôi. Tại sao nói rằng đi tìm một con đường tu để trở thành một người phụ nữ đầy tai tiếng. Rồi bây giờ nếu như thật sự em ấy vì đi tu mà phải sinh con, ôm con mà không biết cha là ai thì quý vị thấy có cay đắng không quá cay đắng cho một kiếp phụ nữ khi mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi vòng tay cha mẹ thì đã sập một cái bẫy quá đau cho nên chúng ta phải có một cái nhìn cho nó thấu đáo về cái tình cảm, cái tình người và cái đạo đức của chúng ta đưa lên hàng đầu. Em ấy không có tội, em ấy không có lỗi. Lỗi chăng là định mệnh. Lỗi chăng là từ vô lượng kiếp, em ấy đã nợ đâu đó một cái điều gì đó với nơi đó, em ấy đã phải đến để rồi phải xuống tóc, để rồi phải trả một cái oan nghiệp nào đó. Cho nên quý vị ơi, thật sự mà nói á, tôi rất buồn buồn cho gia đình cha mẹ Diễm My và buồn cho Diễm My. Tôi cứ tự nghĩ rằng nếu tôi có một đứa con gái mà nó lâm vào hoàn cảnh đó thì tôi sống như bằng chết. Thật sự đó quý vị. Nếu chúng ta là những người có lương tâm á, chúng ta sẽ nghe được cái tiếng thổn thức của người làm cha làm mẹ. Từ hôm mà tôi tiếp xúc với câu chuyện đó đến hôm nay á, tôi bần thần Thật sự tôi bần thần Em ấy đã không còn là chính mình nữa Em ấy mới có thể chửi cha mắng mẹ Và hoảng loạn Vì tôi 50 tuổi rồi Tôi có bốn đứa con Và tôi là một người sống rất tâm lý Tôi hiểu được Quý vị có thấy rằng ở trên đời này Có những người mà họ chết vì cảm tử không? Vì họ tin vào một cái điều gì đó Mà họ sẵn sàng ôm bơm chết vì cảm tử Thuộc cái dạng đó đó Em ấy rơi vào cái tâm trạng, cái tình huống đó đó quý vị Cho nên tôi nói với quý vị á Tôi thổn thức vô cùng Xót xa Khi mà chỉ đáng tuổi con của mình thôi Nếu tôi không làm được gì cho Diễm My á tôi cũng cảm thấy mình bất lực nữa vì đâu đó tôi cũng làm mẹ tôi cũng muốn bảo vệ con nếu ai chạm đến con tôi là chạm đến trái tim tôi cho nên có những người á không hiểu họ nghĩ gì họ chửi cha mẹ diễm my đừng mình đừng có như vậy mình hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ diễm my dù gì người ta cũng có đủ quyền để bảo vệ con người ta bằng mọi cách bây giờ người ta vẫn còn tồn tại như vậy người ta chưa vi phạm pháp luật là đã tốt rồi nếu là quý vị có khi quý vị đã làm những điều mà có thể bây giờ quý vị đã trả giá khi mà quý vị có thấy trên đời này có những người mà binh con đến giết người không đúng không quý vị họ là những người đã quá tử tế rồi họ nén cái đau thương đó để giờ này họ chỉ còn trông chờ vào pháp luật vào cộng đồng để tìm thấy con của mình dù nó như thế nào cũng đón nó về đó là những điều mà tôi nghe xé lòng nếu tôi là chị ấy tôi cũng sẽ như vậy và họ đã bất lực thật sự đó quý vị cho nên tôi từng nói với quý vị là tôi là người sống tình cảm tôi nghe câu chuyện của diễm my xong tôi bần thần luôn tôi muốn bệnh luôn đó quý vị tôi thương cảm tôi thấu hiểu tôi muốn làm một điều gì đó mà bản thân tôi cũng không biết làm gì tôi hy vọng rằng là sau cái buổi live stream này ông lê tùng vân hãy lên tiếng đi ông hãy lên tiếng đi ông đừng có dở những cái trò mà bẩn thỉu nó ra nữa muôn đời muôn kiếp ông sẽ không bao giờ đầu thai làm kiếp người được không ai dạy cho đứa con nít đi tu mà chửi cha mắng mẹ và trong cái bối cảnh diễn ra đó ông phán nó là một cô tiên ấy, y như một cái trò hề và những người chứng kiến là ai là những người ruột thịt của ông không có cái nơi nào tu như vậy cả và bây giờ quý vị thấy không mọi nơi đều xác nhận rằng là tu giả và các con của ông ấy đều có mẹ chứ không phải như những gì ông ấy nói và ở đây tôi muốn hỏi ai đã chấp cánh cho ông ấy tồn tại cũng như câu chuyện của thằng võ hoàng yên đi lừa đảo xuyên quốc gia 14 năm. Là một thằng lừa đảo chuyên nghiệp tinh vi cáo già. Đúng không quý vị? Và một cái ông già như ổng á, thì quý vị biết rằng là tự tạo ra cho mình một môn phái riêng và tu hành theo cái kiểu bày đàn của gia đình. Rồi đi quyên góp tiền từ thiện. Có phải là Điền Quân với Khương Dừa đã bi a dùng các loại youtube để mà đưa ổng lên tận máy xanh để rồi quyên góp tiền từ thiện cho năm chú tiểu không vô tình hay cố ý phải trả lời trước công chúng nếu không có sự đóng góp ba của truyền thông thì có họ có tồn tại đến hôm nay không và họ sẵn sàng dẫn dân sống chết với cả chính quyền bao nhiêu con người đã trở thành vũ dụng cụ trong tay của ông đó rồi nếu hôm nay tôi live stream mà ông không lên tiếng thì bắt đầu ngày mai tôi không còn kêu ông là ông nữa mà tôi có thể kêu ông là thằng già mất dạy mất dạy nhất cái quả đất này quý vị đừng trách tôi hỗn láo vì họ già họ không có tư cách họ không có nhân tính họ không đáng để cho mình trân trọng thì mình không có kêu ông nữa kêu thầy mà phải kêu bằng thằng nó mới xứng đáng với những cái gì mà khi ông không lên tiếng thì là ông đã xác nhận những gì thiên hạ nói về ông cũng như những cái đài chính thống nói về ông là điều đó ông đáng được kêu bằng thằng đúng không quý vị vì một người đã có tuổi như ông Mà nói rồi còn nuốt lời Và đừng đem cái trò bệnh hoạn ra để mà đi khè thiên hạ Nếu ông bệnh tôi có bác sĩ lo trong chu đáo Rất tiếc là Diễm My nó không liên quan tới dòng họ bà con nhà tôi Nếu có là một nốt nhạc đó, Tôi bấn ông ngay và luôn Ông già tôi xử theo già Ông biết chơi được Ông biết dụ dỗ người khác được Ông biết nói những cái điều mà Thành tiên thành Phật được Thì ông phải chịu trách nhiệm trước công chúng Cái miệng của ông nói được Cái miệng của ông biết ăn được Thì ông phải hạ miệng ra ông nói được Chứ không phải là ông già mà bỏ qua cho ông Nếu người nào cũng nhân danh là tôi già tôi bệnh tật đi làm những cái trò đồi bại xong đổi thừa mình già mình bệnh thì còn đâu là cái xã hội này nữa đúng không quý vị không đáng để người khác tôn trọng dù ông là một thằng già tám chín chục tuổi ông không có nhân cách cũng không đáng để gọi bằng ông đúng không quý vị phải gọi là thằng già mất nết đúng không tôi đã rất khổ đau khi nhìn những cái clip ông lên ông nói như một thằng hề ai đi tin ông đi cổ vũ ông phải coi lại tư cách đạo đức của người đó chùa không ra chùa am không ra am nhà không ra nhà một lũ bày đàn với nhau để dụ dỗ những con người nhẹ dạ cả tin và cái lối phán của ông bốn năm chục tuổi vẫn bị lừa như chơi chứ đừng nói một con bé 20 tuổi vừa bước chân ra khỏi gia đình con là tiên bon là xong từ đó nó mang cái thân phận nó là tiên thì bây giờ muốn là tiên phải làm cái gì để được làm tiên thì theo theo sự hướng dẫn chỉ đạo ma mị của ông có phải ông là một người quá tội lỗi không tôi chưa cần nói tới những người khác tôi chỉ nói đúng một em diễm my thôi mà nếu sự thật bây giờ em ấy đã có bầu sinh con thì cái tội của ông á không biết xử như thế nào cho nó đáng đúng không quý vị ông không còn nhân tính nữa ông thuộc về con chứ không phải là người cho nên quý vị ơi tôi đau lòng tôi thổn thức huống chi là người làm cha làm mẹ như cha mẹ của diễm my và hình như là tôi nghe đâu á, là thằng phan phong nó là con đưa cái clip đó lên ở trên tiktok đó, thằng phan phong là cái thằng mà lên rất nhiều youtube để chửi rủa tôi và hôm nay phát hiện ra không biết đúng hay không nha quý vị thì nó lại liên quan mẹ của nó lại liên quan cái thằng cha già mất nết này Ông dám kêu tên tôi. Để giúp ông mà hôm nay tôi lên tiếng tôi giúp ông mà ông không lên tiếng để hồi đáp. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận ông không đơn giản tôi bỏ qua cho ông đâu nha ông già mất nết. Kiểu gì tôi cũng lôi ông ra trước công chúng và báo chí cũng đã lên tiếng rồi đây, đưa luôn cái đó lên con. sự thật tế ghế đây tôi không biết đúng hay sai nha quý vị đây mẹ của phan phong có liên quan với thằng cha già này ông chơi với tôi không vui rồi đúng không tôi tử tế với ông chứ không phải để ông giỡn mặt với tôi đúng không quý vị tôi sẽ yêu cầu các cấp lãnh đạo phải vào cuộc để lôi cái đầu của ông ra dù ông không có tóc nhưng ông còn một đống râu nhổ cho sạch đúng không quý vị cả lông cả râu của ông phải nhổ cho sạch nhổ từng cộng ông mới biết đau đớn nó ra làm sao đúng không quý vị ông già rồi mà ông không có nhân cách ông kêu tôi ra để ông dẫn mặt hay sao mà khi tôi đáp trả ông thì ông im lặng ông tưởng tôi dễ dẫn mặt lắm sao ông tưởng tôi rảnh lắm hả đúng chưa quý vị cho nên tôi nói với quý vị rằng này, đây là những con người thật sự rất khốn nạn rất cao thủ rất nhẫn tâm chúng ta phải một lần loại bỏ ra khỏi xã hội những thành phần này bây giờ ông già rồi ông còn sống bao nhiêu năm nữa còn một lũ trôi trôi nó đang sống với ổng nó sẽ là, là những thủ lĩnh tiếp nối con đường của ổng để đi lừa đảo thiên hạ nhân cách của nó được ổng tạo ra đúng không quý vị nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc tróc luôn cái rễ ra vì tụi nó đang sống với ông nó được ông nhồi sọ để trở thành những đứa phản động chửi cha mắng mẹ coi chính quyền không ra gì có phải là một loại nguy hiểm không ông có chết đi thì cái đám còn lại nó phải sống mà nó được ông nhồi sọ ông dạy dỗ thì nó sẽ sai đường lạc lối đúng không quý vị chúng ta vì tương lai của những người còn lại chúng ta phải truy sát ổng và ông nên nhớ rằng không phải ông kêu tên tôi ra để ông dẫn mặt nha tôi không phải là cái đứa rảnh rỗi để cho ông dẫn mặt nếu từ đây tới ngày mai mà ông không lên tiếng tôi sẽ có cách chơi với ông chơi với ông bằng luật pháp đàng hoàng tử tế chứ không cần phải chơi dơ bởi vì những con người như ông cần phải mang ra tùng xẻo đó, phải đem cái vũ khí mà hiếp dâm của ông bỏ cho máy xay sinh tố, xay ra đổ cho dịch nó ăn. Đúng không? Ông sống theo cái kiểu gì vậy? Mà ông lên, ông phát biểu á, thì như một thằng ngáo đá đó. Không phải là người tu hành. Cho nên cơ quan chính quyền đã xác định là ông không phải là người tu, mà là tu hú. Đúng không? Cái đạo của ông là đạo gì? có phải đạo dụ không hả bây giờ tôi nói nè tại sao ông kêu tôi rồi ông không lên tiếng ông đừng có dở trò bệnh hoạn nha mặt của ông á còn dâm mà còn sung lắm chứ đừng có che cái bộ râu ho khà khà nằm võng để mà lừa thiên hạ lừa được ai chứ không phải dễ lừa bà đúng không ông cần thì ông kéo vô ông chiếu phim xét lên cho coi người nào mà coi mà không bị rung động thì sau đó ông mới mò vào từng phòng Đúng không? Ông là một cái loại cao thủ của cao thủ Đúng không quý vị? Ông sống nhờ ai? Nhờ cái lờ và nhờ những đứa con nít đó Đúng không? Nó mang danh là những đứa gọi là à, mồ côi Để đi kiếm tiền về nuôi ông Ăn no rửng mỡ Rồi đi chống đối chính quyền Rồi đi dạy dỗ cho những người đó đó sống theo cái kiểu bệnh hoạn bày đàn có đúng không quý vị tôi phân tích cho quý vị thấy quý vị mới thấy là cái tội lỗi của ổng lên tới cao trào và chúng ta không dễ gì bỏ qua và riêng tôi ông đã kêu tên tôi thì tôi sẽ kêu tên ông nếu như ông đừng kêu tên tôi mà tự nhiên tôi kêu ông thì tôi quá vô duyên tôi đâu có rảnh đâu nhưng vì ông kêu tên tôi vì lòng tự trọng của tôi tôi phải làm một điều gì đó để giúp đỡ cho ông một là tôi giúp cho ông bớt nghiệp chướng bớt đi tội lỗi hai là tôi giúp cho ông để chứng minh rằng ông là một ông già chưa bao giờ biết cái l là cái gì hết rất là trinh trắng rất là sạch sẽ với cuộc đời này đúng không ông là một thằng già quá cao thủ phải nói là quá cao thủ sống bằng đàn bà và trẻ em không cần phục vụ tay chân đi làm bằng tay chân mà là dùng cái miệng để làm phương tiện nuôi thân đúng không